Xin chào các bạn, trong ngày hôm nay Mà Kiếm Tiền cùng các bạn sẽ tìm hiểu về 3 chặng đường cần đi để trở thành một người thực sự trưởng thành. Để biết một người trưởng thành tới đâu, người ta không nhìn vào tuổi tác mà xem người đó có tự lập được hay không. Một người trưởng thành phần lớn bắt đầu bằng 3 chặng đường này. Thứ nhất, đi học xa nhà. Thời xưa có một người tên là Nhạc Dương Tử, người Hà Nam. Sau khi rời nhà đi tìm thầy học nghệ được một năm, do nhớ vợ quá cho nên anh ta khăn gói về nhà. Người vợ bước tới khung cửi và lớn tiếng nói: những sợi tơ này đều quay từ kén, muốn dệt vải được thì tích lũy từng sợi tơ, từ một xích đến một trượng rồi mới hoàn thành tấm vải. Nếu như đem tấm vải này cắt bỏ, giống như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Tích lũy kiến thức cũng như vậy. Nhạc Dương Tử cảm động trước lời nói của vợ, từ bước ra ngoài học hành chăm chỉ, cuối cùng có thể đỗ thành đạt. Trong thời đại hiện nay, việc xa nhà học không còn là chuyện hiếm gặp, nhưng quá trình này đối với mỗi người nó vẫn là trở ngại trong cuộc sống. Khi tôi còn bé, năm tôi 13 tuổi, lúc đó thì nhà tôi ở Bát Tràng sản xuất gốm sứ, và bố mẹ tôi thì lúc đó không muốn con sau này trở thành người thợ gốm và vẫn kinh doanh gốm sứ, thế là đã cho tôi đi học xa nhà. Và trong những lần đầu tiên như vậy thì rõ ràng là từ một người quen ở nhà được bố mẹ phục vụ rồi ở nhà cùng anh chị em quây quần, lại phải đi ở trọ và sau đó thì bắt đầu phải làm tất cả mọi việc. Điều này nó rất là mệt mỏi. Và lúc đấy thì rõ ràng là khi còn trẻ tôi đã khóc lóc rất nhiều để xin bố mẹ là về nhà ở với bố mẹ. Nhưng vì rõ ràng là người lớn có một tầm nhìn xa hơn rất là nhiều, cho nên bố mẹ tôi đã nhất quyết để tôi học ở đấy. Và cứ như vậy tôi học cấp 2, cấp 3 rồi học đại học xa nhà. Xa nhà đến năm 27 tuổi thì bắt đầu tôi mới từ Hà Nội về quê, lại bắt đầu ở lại ngôi nhà cũ của mình. Thế lúc này chúng ta nhìn thấy là vạn sự khởi đầu thì luôn luôn bắt đầu từ việc phải đi xa nhà. Người xưa đã có câu: đọc vạn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng từng gặp vô số người. Học vấn thực sự của một người không chỉ được đánh giá bởi kiến thức sách vở mà còn ở kinh nghiệm sống trong xã hội. Người có học vấn sẽ được cả xã hội coi trọng như một cuốn sách khổng lồ mà dùng cả đời để trải nghiệm và khám phá. Một người có thành tựu trong học tập không chỉ dừng lại ở việc gian khổ học tập trong nhiều năm mà còn phải thực hiện chăm chỉ trên ngàn dặm đường. Cho nên nếu các bạn muốn thành công, chúng ta sẽ phải sắp xếp cho mình những chuyến đi, sẽ phải cho mình thời gian để xa những cái nơi ở mình đang ở vòng nơi an toàn. Việc thứ hai, lập nghiệp xa nhà. Thuở xưa Khổng Tử đi chu du các nước qua nhiều năm, nếm trải không ít đau khổ. Tuy nhiên ông vẫn giữ ý chí như thuở ban đầu, không hề bỏ cuộc. Lúc ở nước Vệ, Khổng Tử ngộ được nội hàm của lễ nhưng lại không được trọng dụng. Khi rời khỏi nước Vệ, ông bị đoàn người khuông bao vây. Người nước Vệ cho rằng Khổng Tử có tướng mạo giống Dương Hổ. Hơn nữa, Dương Hổ lại là phản nghịch của nước Lỗ. Sau khi tạo phản đã bỏ trốn. Có câu tục ngữ rằng: bán anh em xa, mua láng giềng gần. Một người có thể thành công là bởi vì anh ta không chẳng ngại xa xứ mà còn biến nơi tha hương trở thành quê của mình. Người đàn ông giỏi thì trí phải đặt ở bốn phương. Trên đời này không phải tất cả mọi người đều có thể về làm giàu ngay tại quê hương của mình. Đặc biệt tại các địa khu hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, không gian phát triển rất hạn chế. Chỉ có đi ra ngoài mới có được cuộc sống tráng lệ, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Sau khi trải qua nhiều khó khăn ở các nơi khác nhau, một người sẽ tự nhiên trưởng thành hơn. Tương lai, người này đến bất kỳ địa phương nào cũng như cỏ dại có thể cắm rễ phát triển, cho dù mảnh đất đó có cằn cỗi thế nào. Sau nhiều năm nỗ lực chăm chỉ, người này cũng sẽ đạt được những thành tựu nhất định. Thời nay, dù là đàn ông hay phụ nữ, muốn có công danh sự nghiệp phải dám xa nhà. Điều thứ ba, đi xa để ngắm cảnh. Mỗi người đều có ước mơ đi đến những nơi xa xôi để xem các ngắm danh lam thắng cảnh và khám phá phong tục tập quán ở nơi đó. Thế nhưng, họ lại sẽ nghĩ đi đâu, đi vào thời gian nào, lấy tiền đâu để đi. Họ cứ tính đi, tính lại, và cuối cùng hoài bão chẳng bao giờ được thực hiện. Do vậy, rất nhiều người đã không thể đến được những nơi xa xôi và không ngắm được những cảnh đẹp như trong mộng. Tuy nhiên, một ông lão 70 tuổi nọ đã nói một câu thế này: nơi xa nhất mà ông ta từng đến đó chính là tỉnh thành. Quãng đời còn lại ông ta không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở lại quê nhà cùng người bạn già là vợ ông ta thôi. Bởi vì phong cảnh trong tâm mỗi người không phải là một nơi cụ thể mà là trải nghiệm sống. Không quan trọng bạn đang ở đâu, phong cảnh đó có đẹp hay không, quan trọng là ai sẽ cùng bạn ngắm cảnh. Hai vợ chồng già cùng làm việc đồng áng, bản thân điều đó đã tạo nên phong cảnh rồi. Con người chính là phong cảnh đẹp nhất.
Khi bạn hiểu được điều này thì tâm trí của bạn đã thực sự trưởng thành. Quá trình trở thành một con người đó là một quá trình đơm hoa kết trái. Cuối cùng thì hái được trái chín. Cho dù cả đời này bạn hái được quả đắng hay quả ngọt thì đó cũng chính là quá trình để bạn trưởng thành. Sau khi nếm đủ mùi vị khác nhau, bạn sẽ hiểu được thế nào là đau khổ và hạnh phúc. Nếu không trải qua đau khổ, một người sẽ không thể trưởng thành được. Tiết trời mùa thu nhiều sương lại có thể giúp hoa cúc nở rộ. Mùa đông tuyết lạnh lại có thể giúp hoa mai càng thêm đượm sắc hương. Đời người trải qua nhiều quá trình. Càng đi xa, bạn sẽ học được càng nhiều. Khi thống khổ qua đi, bạn sẽ được hưởng trái ngọt và vị ngọt của cuộc sống. Bóng tối qua đi thì bình minh sẽ ló dạng. Một khi người nào muốn trưởng thành, cần phải trải qua ba cái quá trình này.